bài tin mừng hàng ngày, bài suy niệm hàng ngày. Sống theo lời Chúa TV. Ngày 9 tháng 11, công hiến đền thờ Laterano. Người có ý nói đền thờ là thân thể người. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lễ vượt qua của dân Do Thái gần đến. Chúa Giêsu lên Jerusalem. Người thấy ở trong đền thờ có những người bán bò, chiên, chim cầu và cả những người ngồi đổi tiền bạc. Người chắp dây thừng làm roi, đánh đổi tất cả bọn cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ. Người hất tung tiền của những người đổi bạc, xô đổ bàn ghế của họ và bảo những người bán chim câu rằng: "Hãy đem những thứ này đi khỏi đây và đừng làm nhà cha ta thành nơi buôn bán." Môn đệ liền nhớ lại câu kinh thánh: "Sự nhiệt thành vì nhà Chúa sẽ thiêu đốt tôi." Bấy giờ người Do Thái bảo người rằng: "Ông hãy tỏ cho chúng tôi thấy dấu gì là ông có quyền làm như vậy." Chúa Giêsu trả lời: "Các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, nội trong 3 ngày ta sẽ dựng lại." Người Do Thái đáp lại: "Phải 46 năm mới xây dựng đền thờ này mà ông sẽ dựng lại trong 3 ngày ư?" Nhưng người có ý nói đền thờ là thân thể người. Vì thế, khi Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, các môn đệ mới nhớ lời đó, nên đã tin kinh thánh và tin lời người đã nói. Đó là lời Chúa. Suy niệm và cầu nguyện. Xin được sống trong Chúa Kitô. Người có ý nói đền thờ là thân thể người. Đền thờ Laterano là nhà thờ chánh tòa của Đức Giáo Hoàng. Đức Giáo Hoàng với tư cách là giám mục Roma, Ngài cũng đặt ngai tòa của mình tại nhà thờ chánh tòa. Đền thờ này được xây dựng vào năm 320 khi Giáo hội Chúa Kitô tượng trưng là tòa thánh Roma vừa thoát qua khỏi một thời kỳ cấm cách, bắt bớ khủng khiếp. Đền thờ này do công của Hoàng đế Constantino xây dựng để tôn vinh danh Chúa, để dân Chúa có nơi tụ tập, đọc kinh cầu nguyện và lãnh nhận các bí tích. Đền thờ này đã được cung hiến vào khoảng thời gian nói trên. Lời Chúa hôm nay nhắc đến việc Chúa Giêsu vào đền thờ Jerusalem và người thấy người ta đã biến đền thờ, biến nơi thờ phượng Thiên Chúa thành chợ đời, thành nơi buôn bán mọi thứ vật chất. Người xua đuổi tất cả những thứ phù phàm ra khỏi đền thờ. Người Do Thái thắc mắc về quyền của người trên đền thờ. Người nói: "Các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, nội trong 3 ngày ta sẽ dựng lại." Và tin mừng cũng giải thích luôn: người có ý nói đền thờ là thân thể người. Chúa Giêsu là đền thờ mới của Thiên Chúa. Chúa muốn chúng ta vào đền thờ mới, đền thờ thân thể Chúa Kitô, để thờ phượng Thiên Chúa, là tiến vào sự chết và sự phục sinh của người ngay trong cuộc sống chứng nhân tin mừng hôm nay. Ước gì các gia đình cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng và cùng người loan báo tin mừng tử nạn và phục sinh cùng với Chúa Kitô, để các gia đình và mọi người sẽ hân hoan vui hưởng Đức Thiên Chúa. Ước gì mọi nhà sẽ sống lời Chúa Kitô, mọi nhà sẽ sống với thân thể người, mọi nhà bẻ tấm bánh mình ra mà cử hành bí tích thánh thể cho người người được sống. Lạy Chúa, gia đình con xin tôn vinh Chúa Giêsu, đền thờ mới của Thiên Chúa, và xin được sống trong người. Tháng 11,
như một lời nhắc nhớ dễ thương về công đích của đời người. Không phải là hạt bụi lưu vong, nhưng là một chặng đường tiến về quê hương vĩnh cửu. Không phải là dấu chấm hết buồn thiu, nhưng là niềm hy vọng tuyệt hảo hạnh phúc. Không phải là bóng đêm rợn rùng, nhưng là chân trời hồng sáng tươi đang đón đợi. Vâng, sự sống này chỉ thay đổi mà không mất đi. Dẫu biết là có nghìn trùng xa cách, nhưng là nghìn trùng từ chốn luyện hình sâu thẳm đến cõi nghìn trùng cao sáng hiển vinh. Nghìn trùng xa cách của niềm tin và hy vọng. Xin cho các linh hồn, cho linh hồn ông bà tổ tiên, cho những người thân yêu được Chúa Giêsu ôm vào vòng tay yêu thương trìu mến, được phúc vinh trong cõi sống đời đời với Thiên Chúa Bà Ngồi. Amen. Bóng đêm giận dùng xa đi không hẹn về, buồn đau ôm gót lê thê những bước chân nặng nề. Ngài ơi hãy thương dìu về, đón về nghìn trùng mờ tôi bóng đêm bão bùng, đón về chập trùng. Ngài ơi xót thương con cùng từ nơi u tối, con khóc than lưu đầy tình cha nhân ơi, đôi thương con phúc vinh từ đây chán chưa lệ sâu, vực sâu trong nỗi khổ đau. Xin nhân thứ dạt dào, tình yêu Chúa bôi nhiễm màu thân hư vô bụi bơ, chìm trong quên lãng bơ vơ, vẫn chung kiên đợi chờ, hồn con khóc than từng giờ. Ôm về nghìn trùng mà tôi bóng đêm bão buồn, đường về chập trùng đường về Ngài ơi xót thương con cùng từ nơi u tối, con sống than lưu đầy tình cha nhân ơi, đôi thương con phục vinh từ đây. Có cây xa chân bước đọa đầy, từ đây khóc than đêm ngày. Xin cha thương nhìn lại, nay con tha thiết van nài, dẫu cho con khờ dại, Ngài ơi hãy thương con hoài. Ôm về nghìn trùng bóng đêm bão bóng đêm bão bùng, đường về chập trùng đường về chập trùng, Ngài ơi xót thương con cùng từ nơi u tối, con sống than lưu đầy tình cha nhân ơi, đôi thương con phúc vinh từ đây. Đường về chập trùng,
về.